chào mừng quý khán giả đến với kênh tạp chí online của chúng tôi. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá kinh nghiệm của một bà mẹ với bài thuốc dân gian giúp tăng tiết sữa sau khi đẻ từ rễ cây đinh lăng. Hãy cùng khám phá câu chuyện này và cách bài thuốc này có thể làm sữa tràn về sau một đêm. Chi tiết ở phần mô tả của video nhé. Hôm trước đi đẻ thấy cảnh chồng bú vú vợ ngay trong phòng để kích sữa đẻ mà cười không nhặt được răng các mẹ ạ. Vì vậy hôm nay chia sẻ kinh nghiệm cho các mẹ đồng cảnh ngộ nhé. Em cũng thuộc dạng người cố chấp, cứ cái gì mình cho là đúng thì chớ hề thay đổi dễ dàng. Ấy vậy mà sau khi đẻ bị tịt sữa, vì thương con nên em cũng đành phải dẹp bỏ cái tôi cố chấp. Ngày đầu từ bệnh viện về nhà, em đau rên rỉ suốt vì sữa căng muốn banh cúc áo mà vẫn không chịu chảy cho giọt nào. Cảm giác ấy chắc chỉ có những bà mẹ đã qua chuyện đẻ đái như em mới có thể hiểu. Trong lúc đau đớn, ai làm gì em cũng mặc, dù là đứa chẳng bao giờ tin mấy bài thuốc đông y hay mẹo dân gian, em vẫn phải chấp nhận lựa chọn. Trưa hôm đó, trước giờ ăn một tiếng, mẹ đưa cho em uống cạn một ly nước nóng và bảo phải uống cho hết. Ban đầu, em hơi nhợn một chút vì vừa đưa vào miệng đã nghe mùi hơi hăng hăng xộc vào. Em không quen dùng nước lá nhưng sau khi nghe mẹ nói nước này thông sữa thì cũng phải đành nhắm mắt nhắm mũi uống một lèo cho xong. Nói thật, lúc đó em cũng vì sợ mẹ giận, bỏ về quê, không ai chăm đẻ lại khổ thân nên làm con ngoan, chứ chẳng tin gì lắm mấy bài thuốc dân gian vớ vẩn. Nhưng không ngờ, sau khi uống xong, ăn trưa và đánh một giấc, khi tròn tỉnh dậy đã thấy sữa chảy rì rì ngoài áo. Nghĩ có hy vọng nên khi mẹ đưa cho uống lần nữa, em cũng cố uống lấy uống để. Mà thật, tối đó, đang nằm thấy lạnh run, tưởng đâu máy lạnh bật quá cỡ, ai ngờ áo sống ướt hết cả. Từ đêm hôm đó trở đi, em đã có thể vắt được sữa để dành, có cái cho con bú non nê. Vì vậy hôm nay chia sẻ hy vọng có ích cho các mẹ. Sau, em có hỏi mẹ về loại nước thần thánh ấy, thì được biết đó là nước hãm từ lá đinh lăng được sao vàng hạ thổ. Cách làm thế này: chuẩn bị 50g cây đinh lăng cả lá và rễ chặt khúc, 3 hoặc 4 lát gừng tươi, 250ml nước. Cách làm: cho lá và rễ đinh lăng vào chảo sâu lòng cỡ lớn, sao vàng. Sau đó, ngay lập tức đổ cả chảo lá và rễ xuống nền nhà. Đây là cách sao vàng hạ thổ, một cách sơ chế thảo dược trị bệnh rất nổi tiếng. Sau khi đinh lăng nguội, lấy nấu với nước và hãm như hãm trà và cho thêm vài lát gừng vào. Lấy nước này cho bà đẻ uống ngay khi còn nóng và ngày uống 2 đến 3 lần để trị tắc tia sữa. Theo đông y, rễ đinh lăng có vị đắng, hơi ngọt, tính hàn và có các tác dụng rất tốt cho bà mẹ sau sinh và người cần phục hồi sức khỏe như bồi bổ khí huyết, thông huyết mạch, chống dị ứng, ngừa kiết lỵ, tăng cường sức khỏe, giải độc và chống mệt mỏi. Để có được đinh lăng chất lượng tốt, các mẹ có thể hỏi tiệm thuốc bắc tuổi của đinh lăng. Đinh lăng tốt phải từ 3 năm trở lên nhé. Nếu mẹ nào muốn dùng đinh lăng để rút ngắn thời gian hồi phục sau sinh có thể áp dụng cách này, dùng khoảng 200g lá đinh lăng tươi, rửa sạch và nấu sôi khoảng 250ml nước. Nấu cho đến khi đinh lăng sôi khoảng 10 phút thì chắt lấy nước uống ngay khi còn nóng. Phần còn lại, tiếp tục cho 500ml nước vào và nấu như nấu nước trà, uống cả ngày. Có thể thay thế lá bằng rễ nếu muốn, hoặc thay vì nấu tươi, có thể dùng loại lá hoặc rễ khô. Sau này em có đọc thêm một tài liệu trên báo Sức khỏe cộng đồng thì được biết xưa kia Hải Thượng Lãn Ông cũng dùng rễ đinh lăng sao vàng hạ thổ để làm bài thuốc chữa cơn đau dạ con và đem sữa về cho bà đẻ rất dồi dào. Ngoài ra, nếu dư có thể làm gối để trị chứng da mồ hôi trộm ở đầu khi cho con ngủ nữa đấy. Mặc dù có nhiều tác dụng to lớn đối với việc tăng tiết sữa và khả năng phục hồi sau sinh của bà đẻ, nhưng các mẹ nên nhớ rễ đinh lăng có thể làm mẹ say nếu dùng quá liều. Hồi trước, khi em dùng, có hỏi bác sĩ đông y hẳn hỏi, thì được biết tối đa mỗi lần sắc chỉ nên dùng từ 5 đến 10 gram nếu là đinh lăng khô và chỉ 40 đến 50 gram nếu là đinh lăng tươi. Sau cùng, một điều rất quan trọng là đinh lăng chỉ có những tác dụng như em vừa nói nếu đó là loại cây nhỏ, thân cao khoảng 0,8m đến 1,5m và lá dạng kép 3. Cây này nếu đã trên 3 năm tuổi càng có công hiệu. Những loại đinh lăng khác như đinh lăng trổ, đinh lăng lá tròn đều không có tác dụng trị tắc tia sữa, tăng tiết sữa hay tăng khả năng phục hồi sau sinh đâu nhé. Những phương pháp tự nhiên và thuốc dân gian thường mang lại những kết quả không ngờ. Với câu chuyện về rễ đinh lăng, bà mẹ đã trải qua những thăng trầm trong việc tăng tiết sữa và phục hồi sau khi đẻ. Hãy để những kinh nghiệm như vậy trở thành nguồn động viên và kiến thức hữu ích cho những người sắp làm mẹ. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong video này. Đừng quên nhấn like và subscribe để cập nhật những thông tin hữu ích khác về sức khỏe và chăm sóc mẹ bầu. Hãy chia sẻ video này đến những người xung quanh để cùng nhau chia sẻ những bí quyết dinh dưỡng cho thai nhi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh của chúng tôi.